Mến chào quý vị, ông bà cô chú trở lại với kênh chuyện ma cùng Thiên Như và mình sẽ là người đồng hành cùng quý vị trong buổi nghe chuyện ngày hôm nay. Mến chúc tất cả quý vị sẽ có một buổi nghe chuyện thiệt là thư giãn luôn nha. Trước khi mà đi vô câu chuyện đầu tiên trong ngày hôm nay Chia sẻ với quý vị là như quay cái clip này tới lần thứ ba rồi đó Không biết có chuyện tâm linh gì không Mà quay cái cái điện thoại thì nó bị trục trặc Rồi tới cái mic nó trục trặc luôn Mong là lần này sẽ suôn sẻ nghe Rồi bây giờ mình sẽ đi vào câu chuyện đầu tiên của bữa hôm nay Thì câu chuyện này á là như được một chị Chị tên là chị Lan Chị gửi lại cho Như sự việc này là xảy ra với ở bên gia đình chồng của chị mà chị Lan cũng có xuất hiện ở trong câu chuyện luôn. Nhân vật chính ở trong cái câu chuyện này á là chị hai của chồng chị. Hồi trước á thì chị hai có quen một cái anh chồng, sau đó hai người đám cưới và sinh ra một cái đứa con. Đứa nhóc nó cũng nhỏ à. Mà gia đình của chị hai thì không có mấy khá giả, bởi vì anh hai có đam mê là anh đi chơi đá gà làm lụng được nhiêu tiền á là anh đem đi ảnh nướng vô những cái canh bạc đó không hà không có chăm lo gì cho vợ con hết cho nên trong nguyên cái khoảng thời gian dài ở với nhau thì căn nhà của mấy anh chị cứ lập sập hoài không có cái gì tiến triển hơn hết cho tới cái đợt đó thì cái buổi chiều á chị hai bả đi làm về thấy có cái cô kia bán vé số mà bán ế quá rồi thấy là cũng lớn tuổi nữa nên chị hai chỉ thương có mua ủng hộ cô đó một cái tờ vé số và rất may mắn tờ vé số mà chị hai chỉ mua là trúng ngay cái giải độc đắc luôn hồi xưa mua vé số là có hai ngàn tờ à mà cái giải trúng độc đắc thì nó cũng ít tiền luôn mua hai ngàn thì trúng được cái giải đặc biệt là năm triệu chứ không phải là mua 10 ngàn rồi trúng hai tỷ như mình bây giờ hen chị hai á sau khi mà trúng được một số tiền lớn vậy chị đi lãnh thưởng về cái chị cũng im chị giấu không có nói cho ai biết hết trơn á chị sợ chồng chị biết á thì chồng chị chắc chắn sẽ lấy hết cái số tiền đó rồi đem đi chơi đá gà hà chứ đâu có để lại cho con cái không lo cho gia đình gì đâu nên là chị im giấu chồng mình luôn mà có điều á sự việc mà chị hai chị trúng vé số ô quá là nổi tiếng đi cái người bán vé số người ta nói ra là chị hai trúng vậy đó Rồi mấy người trong xóm người ta cũng đồn nhau Tiếng đồn từ 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 là tới tay của anh chồng Anh hai anh biết chuyện rồi Về nhà là anh kêu chị hai Vợ, vợ trúng vé số phải không? Đem hết tiền ra đây vợ, đem ra đây, đem ra đây Lúc mà biết vợ mình trúng vé số Cái ảnh thay đổi thái độ Anh nói chuyện ngọt ngào Nhưng mà khi chị hai nói á không, tôi đâu có trúng vé số gì đâu Đâu có trúng tờ nào gì đâu, ai nói vậy Chị hai chỉ chối Thì khi như vậy là anh hai anh trở mặt Lật như là lật bánh tráng luôn Anh bắt đầu là anh xưng hô mày tao Rồi anh đánh chị Anh kêu chị là phải đem hết cái số tiền đó ra đây Mà chị hai bà nhất quyết là không có đưa số tiền đó cho anh chồng rồi hen thấy vợ mình cứng đầu quá không có đưa ảnh mới đi vòng 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 nhà ảnh lục anh kiếm mà không biết ảnh kiếm hay lắm Ảnh kiếm một chút xíu đã lộ ra cái số tiền Mà chị hai chỉ giấu Ảnh liền không có quan tâm gì tới vợ con hết Đem toàn bộ cái số tiền đó Và đi chơi đá gà Mà không biết làm sao Anh này anh hên Ảnh đi chơi đá gà trong ngày hôm đó Thì ảnh mới sách về cho vợ ảnh Ảnh đưa cho chị hai 5 triệu Ảnh nói là mua gì mua đi Này ảnh cho hai mẹ con đó. Mua sắm ăn uống gì cho đã đi tại vì bữa nay ảnh chơi đá gà mà ảnh chơi dáng nào là ảnh thắng dáng đó rất là hên qua liền mấy ngày sau thì ảnh vẫn còn được may mắn vậy chơi mà thắng rất là nhiều tiền ảnh bắt đầu là ảnh mua sắm vàng hay ảnh đeo vàng đỏ tay hết rồi ảnh mua cái tivi rồi ảnh mua mấy cái máy hát nhạc nữa sắm nhà cửa anh sắm món món vậy đó những cái món này trước đây là chưa bao giờ ở trong nhà có được hết và cũng sẽ nghĩ là mua được những cái món đồ đó. Khi mà anh hai ảnh có nhiều tiền rồi, ảnh sinh ra ảnh càng đi ăn chơi nhiều hơn. Hồi trước là chỉ ghiền đi chơi đá gà thôi, giờ là ghiền thêm cái chuyện đi chơi quánh bài, rồi đi ăn, đi nhậu và thậm chí là còn đi những cái chỗ mà massage rồi bia ôm đi thêm những cái chỗ đó nữa. Ở nhà vợ anh nấu cơm là anh chê Những cái món này quá tầm thường rồi Anh không muốn ăn nữa Không có còn hợp với khẩu vị sang chảnh của anh lúc đó Cơm vợ anh nấu là anh hất hết Anh kêu nghỉ Không có ăn mấy cái món rẻ tiền gì nữa Đi vô nhà hàng ăn đi Mà vợ con của ảnh đâu có chịu đâu Thì ảnh đi ảnh ăn ngon mình ảnh luôn Ảnh đi hưởng thụ suốt Giận may của anh này chỉ kéo dài cho tới 2 tuần sau thì lúc đó là may mắn đâu có còn tới nữa đâu. Ảnh bắt đầu là ảnh thua sạch hết cái số tiền mà ảnh đã thắng được trước đó. Và những cái số tiền mà ảnh lấy của chị á cũng thua sạch sẽ luôn. Về nhà giờ hen, ảnh đòi lại, ảnh đòi chị Hai cái số tiền 5 triệu mà lúc trước ảnh cho chị Hai đó. Chị Hai nói là mua sắm hết trơn rồi, đâu có còn nữa đâu. Chị Hai nói là xài hết rồi. Mà anh hai thì anh không có tin Bởi vì thấy là chị hai này đâu có mua gì đâu Nên nghĩ chắc chắn cái số tiền kia là còn Mà hỏi chị hai để đâu thì chị hai giấu kỹ lắm Đâu có cho ổng biết Đòi không được số tiền đó rồi Anh hai cũng bắt đầu là ổng đi bán ổng bán hết mấy cái tivi, mấy cái máy cassette đó Hồi trước mua cái gì Giờ là về mới ở nhà có mấy ngày thôi Là đem đi bán hết trơn anh hai ông bán tới mức là trong nhà không có còn gì để bán nữa Thì bắt đầu là ông lại nhớ về cái số tiền 5 triệu mà hồi trước có đưa cho chị hai Bữa hôm đó ngang đi nhậu sai xỉn về rồi Ông bắt đầu là lôi chị hai ra Hành hạ chị hai, hạch sách chị hai Kêu chị là phải đưa ra bằng được cái số tiền 5 triệu đó Mà chị nói là chị đã xài rồi Ông không có tin, ông cứ dung tay ông đánh chị Mà ông đánh đấm, ông đá, ông đánh như là kẻ thù vậy đó Ông mới ly lùng 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 vòng nhà không có nữa Ông mới tức mình Ông hỏi chị để đâu Thì lúc đó chị nói là không có là không có Xài hết trơn rồi Chị mới đi vòng ra ở phía sau nhà Ông anh hai Ông nắm lấy cái đầu của chị hai Mà ông giọng kinh 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 Ông đánh mà ông giật vô trong cái hồ á Để mình nói sơ cái hồ Có thể là nhiều bạn không có cái hồ này nên mấy bạn không biết ở miền tây của mình á là thường người dân á người ta sẽ xây lên một cái hồ nước cái chỗ này là để dành trữ nước mưa rồi cái hồ này sẽ cao tầm khoảng mét rưỡi tới 2 mét xung quanh ở ngoài là được xây bằng xi măng có cái dạng hình trụ tròn cao lên đó là để dành chứa nước như vậy thì ông anh hai cũng đập kinh 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 vô trong cái thành hồ này thì khi mà bị đánh vậy đó là cái đầu ở hôm trước của chị máu chảy ra quá trời rồi Chị khóc lóc, chị rên, chị xin tha. Mà ông anh hai, ổng cứ dung tay, ổng đánh đấm chị. ổng đánh như là ổng không có thương một miếng nào với người vợ này hết trơn. Thì sau khi mà dùng vàng một hồi rồi, chị quay người lại, chị nói là không có có. ổng tức mình quá, ổng đập cái đầu chị thẳng vô làm sao. Thì hồi nãy khi mà bị đánh, cái đầu ở phía trước đã chảy máu rồi. Còn khi vợ bị đẩy ngửa vậy sao? Cái phần sau gái của chị bị động mạnh xuống phần hồ Không biết là có trúng chỗ hiểm như thế nào đó không Mà máu nó chảy linh láng ra trên cái thành hồ đó Và chị đã chết tươi tại chỗ luôn Khi mà sự việc đó xảy ra Người ta cũng báo công an cũng xuống cũng làm hen Và cũng bắt cái ông anh hai đó Xét xử ổng và đưa ổng đi vô trong tù Ở tù cũng mười mấy năm sau khi mà sự việc xảy ra xong vậy thì ở bên gia đình ba mẹ của chị hai á là ba mẹ chồng của chị Lan nè Phải đem thi thể của chị về rồi tổ chức một bữa đám tang cho chị Ở trong gia đình á, thì ông bà ngoại có tổng cộng là bốn người con Chị hai là cái người con cả Sau đó là tới chị ba, chị tư và anh út Anh Út á, chính là chồng của chị Lan mà gửi chuyện về cho mình thì bữa hôm đó tất cả mọi người ai cũng tham dự đám tang của chị hai hết rất là buồn và thương xót cho chị biết chị là có quen một cái ông chồng như vậy mà trước giờ sống đã không hạnh phúc không có giàu có rồi mà giờ đây lại bị chính anh chồng của mình đánh và tới mức phải chết như vậy trong cái buổi đám tang ngày hôm đó có nhiều lần mà chị lan nhìn thấy dông hồn của chị hai hiện ra có lúc thì chị hai nhìn xuống quan tài nhìn vào cái xác của mình mà chị buồn chị khóc rười rượi ở trên cái xác của chị hai mặc đồ sao tóc tay sao là cái dông của chị hai cũng yên vậy luôn có điều là cái màu da nó xám xịt hơn một chút so với ở ngoài đó là những gì chị lan chỉ nhìn thấy qua tới cái bữa thứ hai thì chị lan thấy dông hồn của chị hai kia đứng ở cạnh bên đứa con gái của mình mà Chị Hai cố gắng muốn vuốt, muốn nựng, muốn ôm đứa con của mình mà chị Hai không có cách nào á đụng được đứa nhỏ đó hết. Chị Lan mà thấy vậy đó thì cũng thấy thương dữ lắm nhưng mà không có biết làm sao. Chị Lan cũng có kể lại cái sự việc là chị đã nhìn thấy vong hồn của chị Hai vậy đó cho mọi người trong gia đình nghe. Có người người ta tin. Nói là chị hai vừa mới mất mà chết oan ức vậy, bỏ lại đứa con nhỏ nữa nên chị hai đâu có đi siêu thoát được. Còn có người thì người ta lại nói, chị Lan này bả nói xạo, nói tầm xàm ba đế không, chứ làm gì có chuyện người thường mà thấy ma. Người ta có người thì tin, có người thì không tin vậy đó. Sau khi kết thúc cái buổi đám ma đó xong thì gia đình sẽ phân chia nhau, coi ai là người sẽ nuôi con của chị hai. Bởi vì giờ chị hai chỉ mất rồi Còn ba của đứa nhỏ đã đi vô trong tù Ông bà ngoại của đứa nhỏ già lắm rồi Không có chăm đứa nhỏ được đâu Thì cô bé gái đó tên là bé Trinh Ở trong gia đình nó mấy giờ chia coi coi ai nuôi bé Trinh nó được giờ Thì hai cái người chị ở giữa Không có ai chịu nuôi bé Trinh hết trơn á Mặc dù là gia đình của họ cũng giàu có lắm á mà có điều là người ta không có chịu nuôi bé Trinh Nghĩ là phiền phức Rồi thôi người ta không có chịu nuôi Sau khi thấy người này người kia cứ đụng đẩy nhau vậy hoài Chị Lan này bà đứng ra bà nói Không ai nuôi thì để bé Trinh về nhà em Em nuôi cho Nhà em thì không có giàu thiệt Chứ cho con bé nó ăn uống nó đi học thì nhà em lo được Chị Lan bà nói một câu vậy đó Mà cả chồng của chị còn ngạc nhiên nữa Sở dĩ mà chị Lan bà đưa ra quyết định vậy á Bởi vì là chị nhìn thấy Ngồi ở trong cái bữa họp gia đình ngày hôm đó Con bé Trinh nó ngồi thù lù ở một góc Mà cái mặt nó buồn thiêu à Nó khóc hai con mắt nó đỏ sưng hấp lên Dông hồn của chị hai lại đứng ở kế bên đứa nhỏ Chị hai cũng nhìn theo ánh mắt của từng người Những cái người em của mình Và cầu mong ai đó sẽ nuôi con của chị dùm Chứ vợ chị chết rồi đâu có chăm cho đứa nhỏ được đâu Chính vì nhìn thấy vậy đó Nên chị Lan bà thấy thương quá Bà đã quyết định đứng ra và nuôi nấng bé Trinh luôn Xong xuôi hết hen Cái ngày đám tang diễn ra xong rồi Thì chị mới kêu bé Trinh á Trinh Trinh ngày mơ á Cậu với mợ đưa con về bên nhà con Con coi có lấy đồ gì lấy Rồi sang nhà của cậu mở ở ngang rồi thì nói xong là qua bữa hôm sau Hai vợ chồng của chị Lan cũng đưa bé Trinh về ngôi nhà của nó. Thì đây là nhà của nó mà, nó đi vòng vòng nhà, rồi nó đi tới đi lui. Thấy là bé Trinh nó, nó vuốt từng ở món đồ như là nó nhớ lại những kỷ niệm ở trong gia đình của nó vậy đó, nhìn thấy thương dữ lắm. Thì ngay lúc đó bé Trinh nó mới đi lại chỗ tấm hình của ba mẹ, tấm hình cưới á. Thì bé Trinh nó lại đó hen nó vuốt cái hình của mẹ nó mà nó đứng đó nó khóc rưng rưng. Và ngay lúc đó chị nhìn thấy dông hồn của chị hai á, là cũng đứng ở cạnh bên đứa nhỏ. Chị hai còn khóc xước mướt hơn cả bé Trinh nữa. Nhìn cái mặt của chị hai, á, hai cái quần mắt ở đây nè nó thâm bọng lên, nhìn thấy tội nghiệp lắm. Rồi chị liền lên tiếng, chị kêu. Trên đây trên, con vô con lấy đồ của con ra đi, mở ship cho. Hiện bé Trinh nó cũng lủi thổi lủi thổi đi vô trong bồ ngang, nó gom quần áo gì của nó, nó lấy ra. Sau khi mà soạn ra được thấy có mấy bộ leo que hả Mà bộ nào bộ nấy cũng toàn là đồ cũ thôi Chị thấy vậy thì chị lại càng thương bé Trinh hơn nữa Thì ngay lúc đó bé Trinh nó mới nói với chị Cậu mợ ơi, cậu mợ đi theo con xuống đây đi Cái bé Trinh nó mới dắt vợ chồng của chị Lan đi xuống Xuống ở ngay chỗ góc bếp rồi Nó đứng ở đó, nó mới chỉ lên trên chỗ gác bếp nó chỉ Mẹ con nói có cái gì ở trên trảnh quý lắm Cậu với mợ coi lấy xuống giùm con đi Nghe vậy ha, cái chị mới kêu chồng của chị bắt cái ghế đẩu lên Banh banh cái chỗ gắt bếp để coi có cái gì không Đúng thiệt, sau khi mà lùng sụt một chút xíu Anh chồng của chị đã phát hiện là có một cái bịch ni lông nhỏ nhỏ vậy nè Ở bên ngoài là một bịch ni lông Gối ở trong mấy lớp nữa cũng là những cái túi ni lông nữa và sau khi mà mở ra thì có một miếng giải Mở hết cái lớp giải này ra Thì ở trong đó có ba cái chiếc nhẫn vàng Mà những cái chiếc nhẫn trơn của mình á Nhẫn 18 Khi mà thấy vậy Hai vợ chồng của chị Lan cũng rất là ngỡ ngàng Chị nghĩ Chắc là chị hai chừa cái số vàng này á Để cho con bé đi học hay gì nè Và ngay khi đó Chị nhìn thấy vong hồn của chị hai á, Đang đứng ở sau cái góc bếp đó cách chị tầm khoảng 2 mét mà cái mặt của chị hai á nhìn giống như là đang hy vọng chị hai á chỉ tay vô ngay chỗ cái bịch vàng đó mà mỉm cười với chị lan thì chị hiểu ngụ ý của chị hai á là muốn kêu chị lan á và đem số vàng này đó là tất cả tài sản của chị hai á bà dành dụm bà gom góp được giờ lấy cái đó rồi lo cho con bé đi sau khi mà thấy vậy rồi á, gom góp hết đồ đạc xong xuôi hết, chị cũng đưa bé nó về. Thì bé này tên là ông bé Trinh ha. Mới đầu mà đem về thì con bé Trinh nó còn lạ lắm, nó còn kêu bằng cậu mợ. Được một khoảng thời gian quen rồi á, tới năm đó là con bé Trinh nó được đi học lớp 1. Hai vợ chồng của chị cũng lo chu toàn cho con bé hết. Đi học á, chị Lan chị mới dặn bé vậy nè. Trinh Trinh, con kêu cậu mở con kêu bằng ba mẹ luôn đi để ba mẹ đưa con đi học rồi mấy bạn có hỏi thì nói mà ba là ba mẹ của con nghe ý của chị Lan nói vậy là sợ bạn bè nhiều khi chồng bé trinh thì tội nghiệp nó nó tuổi nên mới kêu là bé vợ kêu cậu mở thì kêu bằng ba mẹ luôn đi gia đình của chị Lan này là không phải giàu có gì hết ở cái mức dạng khá thôi nhưng mà từ cái lúc mà rước bé Trinh về nhà, công việc làm ăn của hai vợ chồng càng ngày càng khấm khá và phát triển hơn. Chị làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ hết. Kinh tế ở trong gia đình nó cũng dần già dần dà phát triển hơn, nhà cửa cũng xây lại đàng hoàng, tươm tất hơn. Cho tới thời điểm hiện tại thì bé Trinh nó cũng lớn rồi, đang học đại học năm nhất. Mà bé Trinh nó giỏi dữ lắm, Đi học là chỉ cần đóng tiền học phí dùm nó thôi Còn sinh hoạt còn lại thì bé Trinh nó sẽ tự lo và bé Trinh nó học thì giỏi, hiếu thảo, kiếm còn được học bổng nữa Bé Trinh bây giờ cũng là cái niềm tự hào đối với hai vợ chồng của chị Lan luôn Chị cảm thấy rất là may mắn khi tự nhiên có một cái đứa con gái Mà đây là cháu ruột của mình nữa cho nên hai vợ chồng của chị cũng yêu thương bé trinh như là con ruột của mình luôn và cái ông ba của bé trinh thì ba của bé đã ra tù rồi mà chị đã từng hỏi bé trinh coi có muốn gặp ba nó hôn thì chị sẽ cho gặp nhưng mà bé trinh nó lắc đầu nó nói không có muốn gặp cái người ba tệ bạc ở đâu cái người mà giết mẹ nó thì nó không muốn muốn gặp nó từ chối thẳng thừng lên cho nên là hai vợ chồng của chị lan không có để cho ông bé trinh gặp ba của nó nữa mà ba của nó sau khi ra tù xong á cũng đi lưu lang đầu đường xó chợ vậy đó cuộc sống tệ dữ lắm mà rồi thôi chị cũng không có muốn có mối quan hệ gì với cái người kia nữa và đó là toàn bộ cái câu chuyện thứ nhất trong ngày hôm nay mà chị lan chỉ gửi lại cho mình vậy đó ha và bây giờ như sẽ đi qua cái câu chuyện thứ hai Câu chuyện này là như được một cô, cô tên là cô Ly, cô có gửi lại cho Như. Mà cô nói cái sự việc này nó xảy ra dịu kỳ dữ lắm. Nhiều khi vợ cô nghĩ lại cô còn tưởng đó là một cái giấc mơ không à. Chi tiết nó giống như trên phim vậy đó. Chuyện là như vậy nè, hồi cái lúc mà cô Ly cũng còn nhỏ, năm đó là cổ 12 tuổi. Cô Ly mới cùng với người em của mình là em gái của cô 9 tuổi. Đi cùng với cái người dì ruột là đi ở từ Bình Định á, rồi sau đó bắt xe rồi tới ngay chỗ tàu á. Mà gia đình nghèo quá đâu có tiền đi tàu đâu. Thế bắt đầu là nhảy tàu, lén lén lúc người ta không để ý á, rồi chui lên trên này để mà đi vậy đó. Không có phải tốn tiền để đi tàu. Cái chuyến đi đó là ba dì cháu của cô Ly á, mới đi vô trong Sài Gòn này nè định lại vô trong đây kiếm việc làm chứ ở ngoài kia nhà cửa rồi người thân cũng không còn gì hết trơn nên là mới đi vô trong này sau khi mà tới ga sài gòn rồi cái dòng người người ta ào xuống đông đúc quá thì ngay lúc đó cô ly đã bị thất lạc khỏi dì và em của mình từ cái đợt đó xong là cô ly hoàn toàn mất liên lạc không có biết cách nào để mà tìm kiếm dì và em ruột của mình hết Mặc dù có nhiều lần là cô Ly cũng đi ra ngoài đó tìm kiếm mong ngóng Nhưng mà không có tin tức chỉ trơn á Tự nhiên ngày hôm đó buổi tối cô nằm mơ thấy một cái giấc mơ Cô Ly thấy là người mẹ đã mất của mình hiện dễ trong giấc mơ Mà người mẹ dẫn theo sau chính là con nhỏ em gái của mình đã thất lạc trước đó Mẹ mới dẫn cô em gái và sau đó là ba người đã gặp lại nhau sau khi mà cô ly cổ mơ thấy cái giấc mơ đó là ngày nào cũng vậy Cô cảm thấy trong mình nó cứ bồn chồn nó hồi hộp nó khó tả lắm qua liền ba ngày sau luôn ngày nào thì cô ly cũng cũng mơ đúng y xì một cái giấc mơ như vậy những chi tiết rồi bối cảnh trong giấc mơ cũng không có gì thay đổi hết mà cảm giác nó bồi hồi càng ngày nó càng nhiều hơn nữa cho tới tầm khoảng chiều ngày hôm đó tầm khoảng lúc 2 giờ mấy con trai của cô á, thường là có tài xế đưa đón tại vì ảnh đi làm trên công ty mà bữa đó thì ảnh tự lái ô tô ảnh đi về còn ở phía sau á, là ảnh chở theo một cái cô gái tầm khoảng hai mươi mấy tuổi mà cái anh tài xế của con trai cô á, thì đang chạy một cái chiếc xe rồi sau đó là mới đưa vô trong nhà lúc mà dẫn vô á, con trai của cô kè cái, cái cô gái đó vô thì cô gái đó là mới bị tai nạn bị ở cái khúc đầu đường đầu hẻm nhà của cô nè thấy cái cô bé đang ở trên người là trầy trụa rồi máu me xước be bét tùm lum hết trơn sau khi mà thấy vậy á cô ly nè rồi con trai của mình ở nhà là cô có thêm một cái người con gái nữa học ở bên bác sĩ nên đã kêu cô con gái ra rồi vụ băng bó rồi sơ cứu vết thương cho cái cô bé đó thấy là bị thương tích thấy thương dữ lắm quần áo là cũng te tua tơi tả sau khi mà hỏi ra xong á cái cô đó cũng mới kể là hồi nãy cổ vừa mới bo cua vô trong này nè thì ở cái hướng đường ngược lại là có một cái chiếc xe người ta cũng bo cua mà người ta vừa lái ô tô vừa bấm điện thoại không có để ý ở ngoài này nên chiếc xe đó đã đụng trực diện phải cô cô té bò càng ra cái người thì bị cái xe đè lên mà cái người gây ra vụ án đó người ta tu người ta bỏ chạy luôn người ta càng đạp ga nhanh hơn người ta đi chứ không có dừng lại hỏi hang cô bé này cái nào hết trơn á và ngay lúc đó anh con trai của cô ly nè đi lên thì mới thấy vậy đó rồi mới đem cái cô này về nhà phụ giúp cổ vậy băng bó vết thương xong xuôi hết rồi thì cô ly cũng mới hỏi giờ con bé đó thấy là nó mệt quá chắc là không về nhà được cô ly mới kêu con trai và cái anh tài xế kia phụ đưa cô bé đó về nhà và đem cái xe của con bé đó về nhà luôn đi sau khi mà xong cái vụ đó hen thì cô ly nghĩ đây là chuyện bình thường thôi con trai của mình nó giúp người ngoài đường người bị nạn vậy đó không có chuyện gì hết nhưng mà qua liền cái ngày hôm đó cô cứ mơ thấy những giấc mơ y xì như những cái ngày trước và cảm giác bồn chồn nó hồi hộp càng ngày càng dâng lên đó trên người của cô cho tới đúng một cái tuần sau kể từ ngày mà cô mơ cái giấc mơ đó tầm khoảng 9 giờ mấy sáng cổ đi công việc của cổ về thì cổ thấy là ở trước nhà của mình có khách cổ đi vô thì cổ liền nhận ra cái cô bé hôm bữa mà bị tai nạn giao thông á giờ cổ đã dẫn ba mẹ của cổ đi sang đây để mà cảm ơn gia đình thì thấy thì cũng đem qua giỏ trái cây vậy đó ha rồi thì cô cũng vui vẻ cô vô cô nói chuyện với ở bên gia đình đó mà khi cô ly á cổ nhìn thấy mẹ của ông bé này thì cổ lại có cái cảm giác sao mà nó quen thuộc nó gần gũi một cách lạ kỳ sở dĩ mà cô ly cổ nhìn nó cổ thấy là quen quen vậy đó bởi vì là cổ với lại là cái cô kia hai người có một cái mối quan hệ huyết thống mà nên có cái cảm giác vậy là đúng rồi mà có điều từ lúc mà hai người lạc nhau là còn nhỏ xíu à tới giờ thì đã năm mươi mấy tuổi rồi cho nên là không có nhận ra nhau chỉ là cảm giác vậy thôi sau khi mà nói chuyện xong xuôi hết chuẩn bị tới cái lúc tiễn ra về thì ngay lúc đó bất giác cô ly cũng mới lên tiếng hỏi cô kia ủa chị ơi quê của chị là ở đâu vậy người phụ nữ kia mới trả lời với cô ly Quê của tôi ở ngoài Bình Định đó chị Có gì không chị Thì cô Ly cũng mới nói Quê của tôi cũng ở Bình Định Ở ngay chỗ đó chỗ đó đó Thì người phụ nữ kia khẳng định Người đó là cũng ở ngay chỗ đó luôn Thì ngay lúc đó cô Ly cũng mới gọi tên Nguyễn Thị An Phải em ông Nguyễn Thị An Vừa hỏi tới đó Thì cái cô kia cổ cũng tròn mắt ngạc nhiên luôn Cổ mới hỏi ủa chị sao chị mới tên tôi vậy cô ly cũng mới nói nè chị nè ăn chị là nguyễn thị ly hồi trước á chị em mình với dì lạc nhau ở ngoài ga tàu đó phải em không rồi lúc này là mọi thứ đã dở lẽ ra và chính xác luôn cái cô kia chính là em ruột của cô ly hai người đã có duyên gặp lại nhau trong một cái lần tình cờ như vậy Thiệt sự tới bây giờ cô Ly cũng nghĩ lại mà cổ còn không tin đó là cái sự thật nữa đó. Không có ngờ chỉ một lần con trai của mình đi ra ngoài đường giúp đỡ một cái nạn nhân bị tai nạn giao thông. Mà nhờ vào cái duyên tình cờ đó cô Ly này lại tìm được người em đã thất lạc cách đây của mình mấy chục năm về trước. Cô Ly của còn nghĩ chắc là cả kiếp này không bao giờ cũng gặp lại em của mình và dì mình nữa sau cái vụ đó xong thì hai bên đoàn tụ hen cô ly cũng gặp lại người dì ruột của mình thì mới tổ chức một cái bữa là phải đi ngược về ở ngoài quê ra ngoài đó rồi thắp nhang cho ông bà nữa được cái đợt đoàn tụ đó thì cô ly thấy vợ cổ rất là vui và mãn nguyện rồi cổ kể cho như nghe thì cổ nói cái chi tiết này giống y chang là ở trên phim mà ngày xưa tới giờ cổ coi nhưng mà sự việc này á lại xảy ra với cuộc đời thật của cô Ly ha. Đây cũng là một cái câu chuyện, một cái mối duyên nó rất là đặc biệt ha quý vị. Đó là câu chuyện thứ hai trong ngày hôm nay. Bây giờ mình sẽ đi qua cái câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là Như được một anh, anh tên là anh Hùng, anh gửi lại cho Như. Quê của anh Hùng lại ở dưới Vĩnh Long á. Đợt đó thì anh Hùng làm việc ở trên Sài Gòn nè. Sau khi mà tan ca ra sông xôi hết thì anh Hùng mới tranh thủ chạy xe của mình đi ngược về dưới Vĩnh Long. Ảnh định là tranh thủ chạy nhanh vậy đó, rồi qua sáng hôm sau, làm giấy tờ này kia đồ xong xuôi hết, ảnh sẽ lên luôn trong ngày để mà hôm sau nữa thì ảnh sẽ đi làm tiếp. Anh nghĩ vậy đó, nên là ở trên này tự chỗ khu công nghệ cao của quận chính, ảnh làm xong thì ảnh mới chạy về, đi theo đường quốc lộ 1 thì ảnh sẽ chạy theo hướng Long An, Tiền Giang rồi đi qua cái hướng cầu Mỹ Thuận mới về được Vĩnh Long của ảnh là ảnh đi theo lộ trình như vậy. Sau khi mà ảnh chạy tới cái khu vực của Long An, ở chỗ này là quốc lộ 1A đó. Ảnh đang chạy chiếc xe ngon lạnh vậy đó thì cái xe nó lắc 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 lắc, ảnh thấy sao mà cái xe mình nó kỳ kỳ rồi đó. Ảnh mới dừng lại anh coi thì ra là chiếc xe của ảnh nó bị bể bánh rồi. Vào lúc đó thì là 11 giờ hơn một chút. Ảnh vừa dắt xe ảnh đẩy bộ mà ảnh sợ trong lòng. Ảnh nghĩ giờ tối thui tối thùi rồi, không biết có ai còn à, mở cửa tiệm sửa xe nữa hay không. Ảnh cứ vậy đó, ảnh dắt đi. Ảnh đẩy được tầm khoảng 300 mét thì ảnh thấy là có một thằng nhóc nhỏ nó đạp xe đạp. Nhóc cái tầm khoảng 7-8 tuổi, nó chạy qua mặt của ảnh luôn. Thì sau khi mà nó chạy qua rồi Cái đầu nó quay lại nó nhìn Nó nhìn ảnh Nó mới hỏi Ủa chú ơi xe của chú bị bể bánh hả Anh Trung nè nói Ừ đúng rồi con Con có biết gần đây có chỗ nào người ta sửa xe không Thì bé nó mới đứng đó Nó gãi gãi đầu nó nói Trời ơi, chú ơi giờ này tôi thui rồi Ai đâu mà sửa xe nữa Giờ chú dắt chắc bộ dắt xa dữ à Nhà của chú quốc xa không nhóc nó hỏi vậy đó thì anh trung mình mới nói còn xa lắm con nhà chú tuốt cái gì vĩnh long lận đứa nhỏ nó gãi đầu hề hề giờ nó xuống nó dắt bộ nó đi song song với anh luôn nó mới hỏi anh ủa chú vĩnh long là xa không chú nhà con cách đây chút xíu nữa là tới rồi vĩnh long là ở đâu ta nó đâu có biết đâu nó ngây thơ nó hỏi anh vậy đó thì ảnh mới nói vĩnh long xa lắm con cách đây xa lơ xá lắc hả à. chú đi mấy tiếng nữa mới tới lận đứa nhỏ nó ngây ngô nói vậy nè ủa vậy hả xa dữ vậy hả ta khi mà có đứa nhỏ vậy đó anh trung ảnh cũng đỡ buồn vừa dắt xe vừa có đứa nhỏ này tâm sự thì ảnh cũng hỏi nó giờ đêm hôm rồi đi đâu vậy đứa nhỏ nó trả lời nó nói là dạ con lên đây con đi chơi con chơi với mấy cô chú ở trên này nè giờ con đang đi về nhà đó anh Trung anh nghe anh vậy anh cũng thấy lạ Anh mới hỏi Trời ơi con đi chơi khuya vậy vậy Con không có sợ ba mẹ con rầy hả Cái đứa nhỏ nói à, Dạ không chú Ba mẹ con không biết đâu rầy Ông nói chuyện giống như ông trốn đi Mà ba mẹ không biết vậy đó Thấy thương lắm Dắt đi được một khúc nữa rồi Anh Trung mà mới thấy cũng hơi mệt mệt Hơi đuối đuối vậy đó Cũng hỏi lại nhóc một lần nữa Ủa con ơi Bộ gần đây không có chỗ nào sửa xe hả con thì đứa nhỏ nó mới nói Có thì có mà sáng người ta mới mở chú Chứ giờ tối quá người ta không mở đâu Nói xong im lặng một hồi Cái đứa nhỏ nói À con nhớ rồi Con có ông cậu, ông cậu con sửa xe Để con kêu ổng Con kêu ổng ra giá xe cho chú nghe Nói xong vậy đó Chưa kịp để anh Trung trả lời gì hết Đứa nhỏ nó phóng lên chiếc xe đạp Nó đạp thiệt là nhanh Nó đạp thẳng tới phía trước tầm khoảng 7 mét Tự nhiên đứa nhỏ nó không chạy thẳng nữa Mà nó lách sang trái Nó rẽ qua bên chỗ cái lan ô tô Mà chỗ cái lan đó thì toàn là xe ô tô Xe tải bự người ta chạy không à Khi mà nó vừa lách qua đó Thì ngay lập tức là có một cái chiếc xe tải Chạy ù ù ù lên Và chạy xuyên qua người của đứa nhỏ luôn Khi mà chiếc xe nó vừa chạy qua mất bóng rồi Anh Trung không có thấy đứa nhỏ nữa Anh hết hồn hết chiếc ảnh tưởng là thằng nhóc hồi nãy nó bị lệch tay lái rồi nó lủi qua kia xe đụng nó hay gì đâu rồi nhưng mà anh trung ảnh nhìn qua anh không có thấy đứa nhỏ ở đâu hết trơn không thấy ảnh còn nghĩ là đứa nhỏ nó bị cuốn dưới gầm xe của chiếc xe đó nữa anh cũng khâm người xuống ảnh dòm theo cái chiếc xe đó mà thấy xe nó bình thường à không có gì hết anh thấy kỳ cục rồi nghe ảnh đứng đó ảnh ngớ người tầm khoảng nửa phút luôn Anh không có hiểu chuyện gì hết thì rồi, giờ không thấy đứa nhỏ đâu ở đâu đó, thì thôi anh lại tiếp tục, anh đẩy xe anh đi nữa. Anh đi thêm được tầm khoảng gần một cây số nữa luôn. Anh mới thấy ở chỗ đó là người ta để cái bảng sửa xe, giá xe mà cái đèn á, người ta vẫn còn mở lên. Ngồi ở trước là một người đàn ông tầm khoảng ba mươi mấy gần bốn chục tuổi. Đang chăm một cái ấm trà, ngồi ở đó như là đợi anh vậy đó anh trung anh thấy vậy là anh mừng rỡ trong lòng mừng lắm anh mới chạy thiệt là lẹ đi lẹ lẹ lên mới hỏi ủa chú ơi chú giờ này còn sửa xe không chú giá giùm con cái xe cái im bể bánh mất tiêu rồi ông chú kia vừa hấp nước trà mà không trả lời gì hết á mới lẹ lẹ quắt ảnh vô kêu ảnh là vô vậy đó cái ảnh mới dắt cái xe ảnh vô hen lúc mà ảnh dắt vô rồi ảnh thấy là ông chú kia đã chuẩn bị đồ nghề để mà giá xe chuẩn bị sẵn sàng hết trơn rồi đó Ngồi đó một chút, cái anh Trung ấy mới hỏi Ủa chú, bình thường là chú cũng mở tiệm trễ vậy đó hả? Cái ông chú kia, ông gái, gái gái lỗ mũi, ông ngồi ông nói Trễ đâu trễ, bình thường là tối tối một chút xíu là tôi đóng cửa tao ngủ rồi Nãy tôi đang nằm ngủ ngon lành, cái thằng cháu tao nó hiện về Nó kêu tôi dậy cho bằng được Nó nói là có cái anh nào đi về dưới quê về Tuyết Tuốt, Vĩnh Long lận mà bị bể bến xe kêu tôi dậy tôi giá giùm tao buồn ngủ quá tôi tính không có dậy đâu mà nó kêu tao dằn dặt, dằn dặt, nên tao phải dậy nè nghe vậy đó cái anh trung ảnh liền nhớ lại cái đứa nhỏ hồi nãy Anh mới nói dạ đúng rồi con con giờ con về dưới vĩnh long nè hồi nãy con mới gặp cái thằng nhóc nhỏ tầm bảy tám tuổi nó mặc cái quần xà lỏn với lại cái áo thun á phải nói không chú thì cái người sửa xe kia anh ta mới nói Đúng rồi, thằng nhóc đó cháu tôi á. Vừa nói mà ổng vừa sửa xe, ổng buồn ngủ quá chị, thấy ổng chăm điếu thuốc lên, ổng vừa hút thuốc, ổng vừa làm. Anh Trung ảnh mới hỏi, ủa chú ơi, mà hồi nãy con thấy thằng nhỏ đó nó kỳ lắm, mà chú nói nó hiện về là sao chú? Cái ông chú, ổng mới nói tiếp, nhóc đó, đó nó chết lâu rồi, nó chết nay cũng 7-8 năm rồi đó, hồi trước đó là nó chết ở khúc đường trên đó đó, tuốt ở trên đó đó. Còn nhà nó thì ở hướng này, ông chú cũng vừa nói ông vừa chỉ ngược lên cái hướng mà hồi nãy anh trung ảnh dắt bộ từ cái hướng đó xuống khi mà nghe vậy thì anh trung ảnh nổi và gà và ốc hết trơn hả à. ông chú ông cũng làm lẹ 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 cho anh trung xong làm xong xuôi hết thì cũng lấy tiền mà lấy giá bình dân thôi ông chú kia còn cho anh này thêm một chai nước để mà ảnh đi về quê nữa trên cái đoạn đường mà ảnh vừa chạy lúc đó anh mới để ý ở hai bên không có chỗ nào có chỗ giá xe hết trơn có chỗ giá nhưng mà người ta đã đóng cửa ngủ hết trơn rồi rồi quán xá người ta cũng ngủ nghe hết trơn ảnh thầm cảm ơn đứa nhỏ đó đã giúp ảnh là kêu cậu của nó vậy đó để mà giá xe cho anh chứ không có đứa nhỏ đó thì chắc là ảnh phải dẫn ảnh dẫn bộ tới sáng luôn thì mới có người giá cho ảnh chiếc xe đó ảnh cảm ơn đứa nhỏ nhiều dữ lắm mà khi vậy thì ảnh cũng cảm thấy ảnh hơi rợn rợn người nghe Vì thấy một cái hồn ma đã hiện ra Dù là giúp ảnh, ảnh cảm ơn nhiều lắm Nhưng mà sợ thì ảnh cũng phải là có sợ rồi đó hen Rồi thì đó là cái câu chuyện thứ ba trong ngày hôm nay Ngay bây giờ Như sẽ đi qua cái câu chuyện thứ tư Câu chuyện này là như được một em, em tên là em Trang sự việc này xảy ra là diễn vào mùa hè năm lớp 11 của em Trang. Quê của em Trang là ở ngoài Đồng Nai nè. Em Trang lúc đó là ở nhà buồn quá rồi đi tới đi lui trong nhà hoài chán. Thì mấy Trang nó mới nói với ba mẹ của nó. Ba mẹ ơi con muốn đi làm thêm gì đó để kiếm tiền xài quá hà Thì thấy con của mình nó giờ muốn làm thêm ba mẹ cũng ủng hộ thôi ba mẹ của bé Trang mới chỉ là ở trong quận 5 ở khu vực đó thì mới có một cái người là người quen bà đó bà tên là bà Lý bà Lý chuyên bán mì rồi những món qua bà bán ở trong khu vực của quận 5 ở tại ngay nhà của bà ba mẹ của bé Trang mới hỏi Trang con có muốn vô trong bà Lý phụ bà Lý bán mì không Hồi trước tới giờ thì bé Trang cũng có đi tới nhà của bà Lý này chơi mấy lần Hồi tới cũng có ăn mì của bà nữa Chứ chưa có ở đó và phụ bà Lý lần nào hết Thì sau khi mà nghe vậy Bé Trang nó suy nghĩ Nó cũng đồng ý luôn Rồi thì ngay trong cái ngày hôm đó Thu xếp xong xuôi hết Qua bữa sau gọi điện cho bà Lý một cái Là bé Trang được đưa vô trong trỏng Ở ngoài Đồng Nai Ở khu nhà của bé Trang buồn hiu à mà vô ở trong cái quận năm này á, vui ha, người ngọm người ta đông đúc xe cộ qua lại ở đó là cái khu vực của những cái người hoa họ nói tiếng hoa nhiều lắm rồi lên đây bé nó cũng học hỏi cũng mở mang được tầm mắt cũng rất là vui ở trong nhà của bà lý thì có bà lý với lại là con gái của bà chứ chồng của bà lý thì đã mất rồi mất hồi nào đó thì bạn trang này không có biết được bé trang nó diễn tả nhà của bà lý vậy nè ở phía trước là một khu vực bài ra để bán ở cái phía nhà ở trong chút xíu là cái chỗ đó là phòng ngủ của bà lý còn ở trên lầu thì một phòng là của chị kim chị kim là con gái của bà lý nè một phòng là của chị kim còn một phòng kia là cho bé trang này nó vô nó ở những cái ngày vô ở thì có lúc bé trang nó cảm thấy sợ vì do ở đây là bà lý bả là người hoa mà bà trang trí nhà cửa nhiều khi là đốt mấy cái bóng đèn trên bàn thờ chơi mấy cái bóng đèn cà nam màu đỏ bé trang nó nhìn nó sợ hơn chết luôn hả tại thấy lạ vậy đó ở từ từ thì bé trang nó cũng quen tới bữa đầu tiên thì bé trang chưa làm gì hết nhưng mà qua tới cái ngày thứ hai thì bé trang cũng bắt đầu phụ bà lý nghe cũng phụ làm này kia vậy đó cho tới tối nằm ngủ tầm khoảng 12 giờ bé trang nó dậy nó đi tiểu thì sau khi mà đang đi lọ mọ xuống cầu thang Bé Trang nó mới nghe thấy cái giọng nói của bà Lý nói với Nó là con bé Trang Con của vợ chồng trọng ngoài ngoại, á Mà nó vô đây nó phụ tôi bán mì nè Mới vô có hôm qua nay nó vô đó Khi mà bé Trang á Nó nghe thấy có ai đó đang nói cái gì về mình Thì nó ngay lập tức là đầu óc nó tỉnh lên Nó mới lắng lỗ tai nghe của bà Lý nói cái gì vậy Mà bà Lý đang nói chuyện với ai Trong khi hồi này là khuya lơ khuya lắc rồi chị kim á thì chỉ ngủ trên phòng của chị mà cái bé trang nó cũng tò mò he nó lú lú cái đầu nó xuống cái cầu thang nó dòm coi ai vậy thì khi mà nó dòm cái hướng bên trái dòm bên nó không thấy ai hết và nó dòm qua ở mép bên phải của bà lý thì thấy ở chỗ đó là có hình bóng mờ mờ cái dáng của người đàn ông lớn tuổi mà cái lưng nó bị cong xuống nữa đây chính là vong hồn của ông lý đã hiện ra thì khi mà bé Trang nó vừa thấy như vậy đó là nó hú hồn hú vía rồi Nó ngốc mặt lên Tới khi mà cúi mặt xuống dậm lần thứ hai nữa thì bé nó không có thấy Thôi ghê quá, bé nó cũng trở lại trên phòng nín tiểu luôn Đó là cái ngày thứ nhất nha Qua tới mấy ngày hôm sau là ngày nào cũng vậy cứ thấy mà tối tối khuya khuya một chút Bà Lý chưa ngủ còn làm ở dưới còn làm mấy cái nguyên liệu để dành mà nấu mì thì thấy là bà Lý vừa làm vừa nói chuyện lẩm bẩm mình, mà thật ra thì bà Lý đang nói chuyện với chồng của bà. Có mấy lúc vậy bé Trang nó sợ gần chết, nó mới chạy lên trên phòng của chị Kim nó hỏi Chị Kim ơi, sao mà bà Lý nói chuyện hoài vậy ạ? Chị Kim, con gái của bà Lý mới nói á Hồi trước á, ba của chị còn sống, ba với mẹ thương nhau lắm, hai ông bà quấn quýt giờ thì ba của chị mất rồi mẹ của chị còn thương ba chị ngày nào cũng nói chuyện vậy đó nói với thành ra nói nhảm thôi em cũng kể luôn đi đừng có quan tâm chính chị kim kia cũng nhìn thấy là mẹ mình hay nói chuyện mình vậy đó mà thấy hoài à nên chị cũng thấy bình thường luôn và cái ngày hôm đó lúc một buổi trưa chị còn nghỉ ở trên phòng á bữa hôm đó hen chị ở mà cái phòng của chị bừa bộn quá đang nằm ngủ vậy thì chị mới nghe thấy cái tiếng nói Dậy dọn phòng đi Dơ quá à Dơ quá Khi mà con bé Trang nó nghe vậy đó Thì nó ngứa lỗ tay quá Nó phủi phủi tay nằm ngủ nữa Nằm ngủ một chút sau lại nghe Dậy dọn phòng đi Cái phòng nó dơ quá Nghe nữa Mà con bé Trang nó vẫn vẫn dơ luôn Không quan tâm Thì ngay lúc đó bé Trang cảm nhận được Ai đó vừa mới ký một cái cốc Lên trên đầu của mình bé trang nó đau điếng ngửi giật mình nó ngồi bật dậy thì khi mà ngồi bật dậy bé trang nó dòm qua ngay chỗ cái tủ đồ thì ở tủ đồ đó là có một cái gương để soi toàn thân bé trang nó dòm vô trong cái tấm gương đó thì nó thấy rõ ràng là hình ảnh của ông lý vừa mới hiện ra ở ngay trong cái chiếc gương đó khi mà bé trang nó chớp mắt nó dòm lại thì không còn thấy nữa dòm vòng vòng đúng là cái phòng nó dơ với bừa bộn thiệt thì thôi nó cũng dậy nghỉ ngủ trưa luôn rồi rồi dậy cũng dọn dẹp cái phòng cho sạch sẽ xong ha qua tới cái ngày hôm đó tầm khoảng lúc một mấy bé trang nó mất tiểu quá đi xuống dưới nhà đi tiểu chỉ trong nhà có mỗi cái nhà vệ sinh à là nằm ở dưới tầng trệt á sau khi mà bước tự trong nhà vệ sinh ra thì bé nó mới nhìn thấy là vong hồn của ông lý đi ngang trước mặt của nó mà ông lý ông đi từ từ lắm do tuổi tác của ông lý lúc mà mất á là cũng cao và cái lưng của ông lý cũng bị đau nữa nên đi hồi nào thấy cũng khòm khòm xuống vậy đó do ông hồn của ông lý mới đi từ từ ở từ sao đi sợ qua mặt của ông bé trang và đi thẳng tới khu vực của mấy cái phòng thờ khi mà thấy vậy á là ông bé trang nó đứng như chết trân vậy đó hồi trước giờ thấy bà lý ngồi nói chuyện với ông Lý, mạng vợ, ông Lý lại xuất hiện gần bên nó như vậy Thì nó cảm nhận rõ ràng có một cái luồng hơi lạnh ghê quá Thì rồi, sợ quá, lẹ lẹ chạy lên trên phòng Đóng cửa, trầm mền lại nằm ngủ nữa Qua liên tục những cái ngày sau Khi mà ông bé Trang nó ở trong nhà này Có lúc nó hậu đậu, nó quên cái này, quên cái kia Thì ông Lý cũng sẽ hiện ra nhắc nhở con bé Là cần phải làm cái này nè, đừng có quên nghe hay là ông bé Trang nó ở dơ một chút á, Thì ông Lý cũng hiện ra nhắc nhở Có cái bữa hôm đó là tầm lúc xế xế Bà Lý đi ra ngoài chợ để mà lấy thêm đồ Bà Lý dặn bé Trang ở nhà Trang con ở nhà con canh coi có khách hay gì Con bán ngang con canh quán đi Nói xong vậy đó cái bà Lý bà bắt đầu là bà đi Ở trong nhà còn lại có mình bé Trang hả à. Ngồi đó liêu riêu liêu riêu không có khách mà bắt cái quạt mát quá Bé Trang nó mới ngồi lên trên cái ghế cây mà có cái độ dựa ở phía sau lưng à Nó ngồi đến nằm đung đưa đung đưa chút xíu Cái chìm vô trong giấc ngủ hồi nào cũng hay Sau khi mà ngủ xong rồi cái bé Trang lại nghe Dậy đi có khách kìa Có khách tới Bé nó nghe loáng thoáng bên lỗ tai vậy đó Hãy ngứa lỗ tai ngoái ngoái mấy cái xong nằm xuống ngủ nữa Ngủ một lúc á thì bé Trang lại nghe Khắc tới rồi kìa, dậy, dậy đi Mà bé Trang ngủ sai lắm, ngủ sai xưa đâu vậy đâu Và khi cái lần này không dậy Thì chắc là dông hồn của ông Lý Ông giật cái ghế một cái bạc Cái ghế nó ngã ngửa ra phía sau Thì bé Trang người của nó cũng bị lật lại luôn Hú hồn hú vía tá quả tâm tư Tưởng trộm hay là cái gì đó vô không à Vừa khi mà lòm còm ngồi dậy Thì mới có một cái người khách người ta lại Người ta mua đồ Thì sau đó em cũng phải ra buôn bán cho khách xong Vô trong này ngồi Mà ngồi đó buồn ngủ vậy lắm Chứ không dám ngủ Sợ ngủ một cái nữa Thì ông Lý sẽ hiện ra ông kêu dậy nữa Đó là một vụ Qua tới mấy cái ngày sau nữa Thì bữa hôm đó Trong cái lúc mà đang buôn bán Khách đang rất là đông Người, người ta ra vô tấp nập hà có một cái chị này là cái anh đó là khách quen ảnh hay tới ăn lắm ảnh đứng đó ảnh bấm điện thoại mà ảnh kêu lấy cho anh bịch mì đem về đi em lấy cái đó cái đó đó thì lúc này là ở trong là bà lý cũng làm xong rồi con bé nó mới đem ra nó đưa cho ảnh mà cái lúc đưa xong á anh kia anh bấm điện thoại anh cũng quên đưa tiền rồi con bé này lu bu quá nó cũng quên đưa tiền luôn tới khi mà ông bé đi vô trong rồi nó lại nghe thấy cái tiếng loáng thoáng của ông lý ông lý ông mới kêu ra lấy tiền cái vị khách áo trắng đi không lấy tiền ta vậy nghe tới lúc đó thì con bé trang nó mới sực nhớ ủa hồi nãy ra đưa mì mà quên lấy tiền rồi cái ông bé nó mới chạy ra thì người đàn ông kia lúc này vừa mới leo lên trên xe chưa có đi thì mới kêu anh ơi anh anh ơi hồi nãy em quên lấy tiền rồi thì cái anh kia anh đang bấm điện thoại mới ngớ người Ủa chết Em không nói anh Anh quên mất tiêu luôn Bấm điện thoại anh quên Rồi mới lấy tiền hen, Rồi đưa cho ông bé Trang đó Ai cũng quên hết trơn không nhớ Đó là một vụ xong Qua tới mấy ngày sau là có những cái hiện tượng nhỏ nhặt Nhiều khi là ông bé nó ở trong nhà Thì nó hay nghe thấy cái tiếng đi tới đi lui Dù là ở trong nhà có mình nó mà nó ngồi im Vẫn nghe thấy cái tiếng bước chân loạt soạt loạt soạt ở trong nhà xong cho tới một tháng sau đúng một tháng thì con bé này nó được đi về nhà giờ về nhà muốn làm gì đó làm rồi chơi bời gì đó tận hưởng mùa hè của nó hay là có muốn đi lên trên đây làm nữa cũng được trong cái lúc soạn đồ để mà chuẩn bị đi về thì con bé Trang nó soạn ra nguyên một cái ba lô là đụng quần áo của nó rồi bà Lý cũng có mua quà để gửi về cho ba mẹ đó túi này túi kia đầu lĩnh kỉnh tới chừng mà có xe lại để người ta rước đi ra ở ngoài chỗ bến xe lúc đó hen bé trang nó cũng tí tẩn tí tẩn nó chuẩn bị nó đi thì nó cứ nghe thấy cái tiếng loảng thoáng ở bên tay đó nhớ lấy cho đủ đồ đừng có quên đừng có bỏ đồ lại ngang nó cứ nghe thấy cái giọng của ông lý nói nhỏ nhỏ bên lỗ tai ấy, mà nó cũng quan tâm luôn giờ đang chuẩn bị phấn khởi mà chuẩn bị về quê nôn dữ lắm đi xong lên trên xe 15 phút sau thì bé nó quay trở lại nó phát hiện là để quên mất tiêu cái ba lô đồ của nó với cái bịch đồ ăn rồi thì hồi nãy rõ ràng là ông tí ông đã nhắc rồi đó mà con bé trang nó quên sau khi mà quay trở lại thì thấy là bà lý đã để sẵn cái ba lô rồi nguyên cái vỏ đồ ăn để trước rồi đó mới cũng chửi nó quá trời hậu đậu như mấy trang nói xong xuôi hết thì mới gom đồ về sau khi mà về tới ngoài Đồng Nai rồi, bé Trang nó mới kể lại hành trình mà một tháng nó đi vô Sài Gòn nó làm thêm vậy đó. Cái cũng kể lại cho ba mẹ nghe về cái hồn ma của ông Lý kia. Sau khi mà biết sự việc đó rồi, ba mẹ của ông bé không có muốn cho ông bé là ở đây rồi lại tiếp tục làm trong nhà của bà Lý nữa. Ở với bà Lý thì cũng vui vẻ như là con cháu của mình thôi. Mà có điều là ba mẹ của ông bé Trang sợ. Ở trong nhà có một cái dông hồn vậy, bé Trang á, tuổi thì còn nhỏ mà sống ở trong với một cái hồn ma vậy đó, sợ là sinh khí của bé Trang sẽ bị ảnh hưởng nên là thôi cho vô làm lần đó thôi, rồi sau đó là cho nghỉ hè, cho chơi gì chơi thoải mái đi, chuẩn bị vô lớp 12 rồi học cái mới luôn. Đó là cái câu chuyện mà bé Trang nó kể lại cho mình trong một lần mà nó đi làm thêm ở tại một quán mì trong khu vực quận 5 mà cái mán mì này là của người quen nó. Ở trong cái quán mì này lại có dông hồn của một cái người đàn ông đã mất rồi. Nhưng mà dông hồn của ổng lại cứ xuất hiện quẩn quanh ở trong nhà hoài như vậy hen. Và bây giờ Như sẽ đi qua câu chuyện cuối cùng trong ngày hôm nay cũng là một cái câu chuyện ngắn ngắn thôi. Kể về cái anh này, năm đó là ảnh 28 tuổi. Bữa hôm đó là cái lúc buổi trưa ảnh đi công việc về. Sau khi mà đi công việc về xong xuôi hết, ảnh mới đi ngang qua chỗ của một cái dòng xoay này. Thì ở chỗ dòng xoay này là một cái ngã tư ha, ở giữa thì có một cái dòng xoay vậy đó. Anh này, ảnh tên là anh Tèo, khi mà anh tèo anh vừa bo cái dòng xây đó qua thì ngay lập tức là không có chiếc xe nào hết nhưng mà anh thấy rõ ràng ở trước mắt của ảnh là có một cái cục gì đó đen thui ở ngồi trước mắt ảnh mà anh chạy tới đó rồi là anh không có thắng kịp nữa nên ảnh đã đụng phải cái cục đen thui đó và ảnh té ra ảnh ngã sau khi mà anh té anh ngã ra xong hang ảnh một hướng xe một hướng rồi đồ đạc gì đó là văng tùm lum từ lưa hết những người dân người ta thấy cảnh đó thì mới đi lại rồi sau đó là dựng xe rồi phụ cơm đồ vậy mới hỏi anh tèo ủa em ơi em làm gì mà em chạy ngang đây em té vậy tụi anh thấy là chỗ này đâu có gì đâu mà em té vậy anh tèo mới nói em cũng không biết nữa hồi nãy em thấy cái cục gì đen thui ở ngay đây nè tự nhiên cái em té người ta nghe vậy á cái người ta nói thôi em lẹ lẹ đi em đi về đi rồi bữa nào em mua đồ nha chỗ cái miếu đó em cúng vừa nói xong tới đó cái người ta mới chỉ qua ở ngay chỗ một cái hướng đó là có một cái ngôi miếu dưới một cái gốc cây ở cái ngôi miếu đó cũng nhỏ nhỏ thôi à thì khi mà anh thấy cái ngôi miếu đó là anh thấy hơi rợn rợn ở trong mình nghe anh cũng gom đồ đạc cơm này kia đều xong hết rồi anh mới lên đường anh về trong cái bữa ngày hôm đó là liền buổi tối ảnh nằm mơ thấy một cái giấc mơ như thế này nè Ảnh nhìn thấy là trong giấc mơ ảnh có một cái cô gái tầm khoảng 20 tuổi Cô gái này trẻ lắm Mà cái mặt của cổ rất là giận dữ nghe không biết sao nhịn mặt quạo dữ lắm Thì cái cô đó cổ đang chỉ vô trong cái túi của anh Ở trong giấc mơ đó là anh Tèo ảnh cũng xuất hiện ở trong luôn Dạ ảnh đang cầm nguyên một cái túi Thì cái túi này là cái vỏ đựng đồ của ảnh đó Cô gái kia cái mặt thì giận phần phần lên mà chỉ thẳng vô trong túi của ảnh Ảnh đứng ảnh đâu có hiểu gì đâu Sau khi mà ảnh thấy vậy cái ảnh giật mình ảnh tỉnh dậy mà vẫn không có hiểu được chuyện đó là sao qua mấy bữa sau ảnh cũng nằm mơ thấy cô gái kia hiện về và chỉ vô trong cái túi của ảnh mà cái túi đó có cái gì đâu túi này đựng đồ của mình mà bị hai lần xong ảnh mới để ý ảnh mới ra hay ảnh coi lại cái túi cái túi này nè, là hôm bữa ảnh bị tai nạn giao thông đó là ảnh chở theo nguyên cái giỏ đồ rồi ảnh bỏ đồ ở trong này. Tới khi mà ảnh bị ngã ra ảnh té, thì người ta đã phụ ảnh gom đồ rồi gom tùm lum lại bỏ vô trong cái giỏ này. Ảnh mở ra ảnh coi, thì khi mà ảnh lục hết rồi ảnh thấy là đồ của mình không mà có gì đâu ta. Sau khi mà ảnh lục một khúc nữa, thì ảnh mới thấy là ở trong cái túi của ảnh có một cái kẹp tóc. Ủa cái kẹp tóc này của ai vậy ta Anh Tèo nó liền cầm lên mà ảnh ngớ người luôn Tự nhiên có cái kẹp tóc này Mình đâu có ghệ cũng đâu có em út gì đâu Sao có cái kẹp tóc của con gái Anh thấy lạ lạ rồi nghe Cái ảnh mới nghĩ tới cái giấc mơ hôm bữa À đây chắc có thể là cái kẹp tóc của cái hồn ma hôm bữa hay sao á Rồi thôi biết chuyện rồi Mà lúc đó là cũng đã tầm chiều rồi Nên ảnh không có đi ra ngoài nữa bởi vì từ nhà của ảnh tới cái dòng xây mà có cái miếu hôm bữa là đi tới ba mươi mấy gần bốn chục cây mới tới lận. Qua sáng hôm sau, ảnh mua trái cây, ảnh mua bánh cúng rồi đó. Ảnh cùng với cái kẹp kia, rồi ảnh mới đem ra cái miếu hôm bữa. Ảnh đem ra đó, ảnh bài, ảnh cúng. Rồi ảnh cũng có để cái kẹp kia lên gần cái ngôi miếu đó, để đó rồi ảnh khấn. Ảnh khấn mong cho những cái vong linh ở đây đừng có theo, đừng có hù chọc gì ảnh hết. Sau khi mà ảnh cúng xong, ảnh mới qua ở một quán cà phê gần đó, ảnh ngồi. Thì vô tình là có cái anh hôm bữa mà ảnh ra, ảnh đỡ anh Tèo vậy nè. Anh đó, ảnh làm bên quán cà phê đó. Ảnh ra, ảnh mới nói, Ủa em, hôm bữa phải em bị té bên miếu đó phải không? Anh này, anh nhìn mặt, anh cũng nhớ liền. Anh nói, dạ đúng rồi, em anh, bữa nay em mới đem đồ ra em cúng. Mà ở cái miếu đó là làm sao vậy anh? Anh bắt đầu là anh hỏi vậy đó anh bán quán cà phê này em mới nói Trời ơi em ơi cái chỗ đó ta đụng xe hoài hà Hên nó là em chạy ngang đó hôm bữa em té thôi chứ không có bị gì đó chứ trước em ba bữa là hôm đó có một cái vụ cô kia chắc cổ cũng tầm khoảng hai chục tuổi trẻ măng hà mà cổ bị té rồi cổ chết ở ngay chỗ đó luôn cũng giống như em vậy đó chạy đâu có bị xe đụng gì đâu không biết tự nhiên chạy ngang lại chỗ đó là chết còn cái miếu này là có lâu đời lắm rồi Có từ hồi nào á Nói xong Cái anh bán cà phê kia anh lại nói thêm Anh ngưng chút anh nói thêm Mà cái chỗ này ghê lắm em ơi Ở đây dông dế dữ lắm Người ta bị đụng bị chết Rồi ở đây tai nạn dữ lắm Có mấy bữa mà anh bán ở đây nè cứ tầm tối tối là anh thấy có mấy cái bóng đèn đứng chung quanh cái miếu đó mà ai mà lại cúng cái gì xong á anh thấy mấy cái bóng đèn kia nhào vô trong cái miếu đó mà họ cấu xé họ ăn mấy cái bánh đó không phải là họ ăn đâu họ họ hửi đó nhưng mà họ là dông á họ hửi vậy đó thấy ghê lắm anh kia anh còn kể cho anh tèo nghe vậy đó tới cái lúc đó anh tèo mới nhớ à cái, cái, cái kẹp mà hôm bữa đó chắc có thể là của cái cô nào đó bị tai nạn mấy ngày trước rồi cũng chết ở đó mà không biết chết làm sao cái kẹp lại còn văng lại mà còn xui nữa là anh tẹo anh lại gom cái kẹp đó đem về nhà của mình nên đã mơ thấy mấy ngày là giấc mơ như vậy khi mà biết ở đó người ta ghê quá rồi dông linh người ta quậy phá dữ quá những lần mà ảnh đi ngang qua đây thì ảnh sẽ cố tình là ảnh đi lại chỗ miếu, ảnh thắp một cái nén nhang cầu cho bình an. Thì những lần như vậy là ảnh mới không có bị gì hết. Chứ mà hôm bữa cái anh bán cà phê kia ảnh còn kể thêm cái khúc. Có mấy cái chiếc xe tải khi mà quẹo ngang cái chỗ này là người ta bị đụng miết hà. Những cái người nào mà tin tâm linh đi ngang đây người ta sẽ cắm một cái điếu thuốc rồi người ta đốt một cây nhang đi vậy đó mới bình an chứ không á là cứ bị này bị kia hoài à ghê lắm em ơi ta kể cho anh tèo nghe vậy đó thì ảnh cũng biết là ở ngay chỗ cái khúc đường đó giờ là có dông dí vậy biết thì biết chứ ảnh cũng đâu có làm gì được đâu chỉ là đi ngang á thì ảnh sẽ niệm phật hoặc là ảnh ghé vô ảnh thắp một cái nén nhang vậy thôi ha và câu chuyện ngắn của anh Tèo tới đây cũng đã khép lại trong cái tập chuyện ngày hôm nay luôn. Như cảm ơn quý vị đã dành thời gian để lắng nghe nghe. Nếu quý vị thấy hay hãy để lại cho như một nút like và bấm nút đăng ký và hãy chia sẻ video này đến những người thân ở trong gia đình và bạn bè của mình luôn hen. Như cảm ơn quý vị rất rất là nhiều. Cảm ơn và chúc cho quý vị sẽ có một buổi tối thiệt là vui vẻ, thiệt là thư giãn. Và quý vị mình đi chơi, đi ăn uống xong thì về nhà quý vị nhớ nghe chuyện của Như mở lên để cho dễ ngủ cũng được nữa. Như cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị ở tập sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!